Con xin hết lòng thành kính làm, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật, là đặng chi tôn chi thanh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Út ta măng ghê na quanh đề hằng thầm măng cha đua quy thầm quá rằng thầm mê vô ca li tô đô sô thầm mô kha ma tu tăng mà măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo, là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Út ta măng ghê na quanh đề hằng sẵn khăn cha đu quý thô ta măng sẵn khê vô ca li tô đô sô thăng khô kha ma tu tăng mà măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo, là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Dạ Nam Mô Bức Thầy nhá. Dạ con kính thỉnh ngài chúc phúc cho rung chúng con được trọn vạn ạ. Con xin nhân nước lại cho ngài. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba buddhayana bhavena sada sotti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma bhavena sada sotti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sanghayana bhavena sada sotti bhavantu te. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Sư A Thế là thôn sư vị tổ cư đô nó hộ bồ tát sa sa ne a rô cô sư vị tổ hộ hi sa tập bê nhà thiết phi sa an thà la tha sư vị tổ cư đô nó hộ bồn ta sa sa ne ru ga su vi ta ho hi a sa sam pe nha ti pe te an tha la tha su vi ta vu ru na ha bồn ta sa sa ne ru ga su vi ta ho tha sa sa pe hi nha ti pe. Cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín phải bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. À, thưa lành thay, phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ nay cho đến siêu sanh niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát kê liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ đập giáp làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng đô, nguyện thoát bao tay nước lửa binh, nguyện thải chúng sanh khỏi oan kế cha, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tam tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tăng không giải đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Y đằng nô nha ti nằng hòn tu su ki tha hòn tu nha ta vô. Y đằng nô nha ti nằng hòn tu su ki tha hòn tu nha ta vô. Y đằng nô nha ti nằng hòn tu su ki tha hòn tu nha ta vô. Chữ thiên ngữ trên như không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mỗi đều,
Long Vương thành lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu siêu sanh. Văn kinh chi cu sa la cầm măng ca ta băng ki đi văn ma ma ca ye na wa cha na ma na sa ti đa se su ga tăng ca tăng ye sát ta sanh ni no a thi ye sát ta a sanh ni no ca tăng buôn nhân pha lăng mây hăng sắp bê bà ghi bà quanh tụ tê dễ tăng ca tăng suy đi tăng đi năng bồn nhân pha lăng ma ya dễ cha tát tha na cha năng ti đề qua gần tòa ni ni quê đa dâm sắp bê lô cầm hi hi dễ sắp ta chi quanh ta ha ra hệ tu ca ma muôn nhân muôn năng phổ giác năng sắp bề la phần tu ma ma se sa ti vừa căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước bao vững bền có thể tiếp chung độ lên thiên đàng cùng trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chữ thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an phước con hồi hướng dân ban chúng sanh ai biết hoàn toàn lãnh thấu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến nào mạch ngay có người làm phước được rầy lại đêm hồi hướng hiện nay pháp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quy ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thao phước bao cung dường hỏa thành thực phẩm mũi hương thọ lầm y đăng vô na ta nhân hòn tu su khi ta hòn tu nha ta vô y đăng vô na ta nhân hòn tu su khi ta hòn tu nha ta vô y đăng vô na ta nhân hòn tu na cha na ta vô do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đến thân bằng quyển thuộc của chúng con đã qua vạn cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui y đằng qua qua ta buồn nhân đa năng a sa qua kha ya qua hành qua hầm hồn tu anaka gat tê ca lê do sự phước thi mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm trong ngày vi lai và nam mô bút tha giá dạ kính cảm ơn tất cả Phật tử cùng tâm phương chúng ta lễ bái tâm và xin thọ giới trong cái thời điểm rất là an tịnh và con xin dâng cái quý quả phước hạnh cao này đến cho ngài luôn có sức khỏe để dìu dắt chúng con trên đường học đạo và dạ, nam mô với thầy giá con xin kính nhân biết lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy nhé, Nam mô Tham Mai nhé, Nam mô Sang Thầy nhé. Trước tiên cho lễ cái tôn thành đức tăng trong những nước Nam mà chúng tôi được rõ. Kính chào quý vị sư, quý cô tu nữ. Kính chào sư Tâm Phương, sư Phương Mộng, sư Phong Nhật, sư Nhật Quỳnh, sư Mê Ta, đạo hữu tạ ơn đời, sư Thi Lâm, đạo hữu anh học pháp, sư Kim Nhung, sư Tiệm Vũ, sư Niệm Từ, đạo hữu học trò, sư Quang Thành, đạo hữu Lửa Hà, sư Đồng Khánh. Xin chúc quý vị luôn được sự an vui. Trước khi bước vào buổi sinh hoạt của đạo tràng, xin phép được tán dương ơn đức tam bảo.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Tăng ra ha di cô là sang vô tăng vô trắng sẽ là sa nam ma biết tăng và vô trắng ni mê hi sắc ca rê hi áp vị cô gia gia mê không danh Phật nhiệm màu ứng cung chánh biến tri minh hạnh đủ đầy đức ân thiện thể cao dày bậc thế gian giải chỉ bày chân tâm vô thượng sĩ pháp văn trình diệu bậc thiện phu điều ngự độ sanh thiên nhân sư đấng cha lần Phật đà đoàn giá thế tôn trong đời tăng xoa khai ta đi con sang vô tăng tham mang sẽ là sai lầm ma bị tăng trở tham mang mê sắc ca rê hi áp bị phu cha già mi pháp vi diệu cha lần kéo dài lìa chánh ngôn giác ngộ hiện tiền một thời gian chứng vô biên sắc na đại ngộ pháp nhân diệu tường đạo vô thường đến rồi thấy rõ hương thượng tâm thoát ngõ phồn trần chỉ nhân tự ngồi giả chân diệu thường tình lạc pháp âm nhiệm màu tăng sân kha ta đi con là sân vô tăng sân thân sẽ là xa la ma mít tăng cha sân tám nghi mê hi sắc ca rê a vị phu cha gia mi bậc nhiều hạnh thinh văn thích tử bậc trực hạnh pháp lưỡi thiền gia bậc như lý hạnh tăng già bậc chân chánh hạnh giữ tòa thể tôn thành đạo quả bốn đôi tám chúng đệ tử Phật ứng cung tôn nghiêm cung nghinh kính lễ một niềm thỉnh chúng vô thượng phước điền thế gian đa tần ác cái giác sau anh đa biết do nhờ ở đức của chư Phật do nhờ ở đức của giáo pháp do nhờ ở đức của chư tăng nguyện cầu hồng ân tâm bảo thùy từ gia hộ đến quý vị trong đạo tràng luôn được an lạc suốt thời gian sinh hoạt. Nam mô Bụt Thầy Giá. Hôm nay ngày đầu tuần ở Việt Nam, ngày thứ hai, chúng ta có một cái chương trình hoạt động để bước qua một cái tuần mới. Chúng ta sẽ có được những sự an vui, những sự tiến hóa trong sự tu tập. Vậy thì với tuần mới này, quý vị có ý định thế nào, có pháp môn nào, có sự trở ngại nào? Nhất là khi mà chúng ta tu tập, chúng ta có được một cái sự an vui nào đó thì cũng có thể lên chia sẻ để cho đạo tràng tùy hỷ. Hoặc là chúng ta cảm thấy đây rất chúng ta cảm thấy vướng mắc một cái gì đó. Chương trình sinh hoạt tùy duyên là quý vị có thể nêu ra những cái sự gút mắt, bởi vì ở đây chỉ có nửa tiếng đồng hồ, không thể đưa ra một đề tài, cho nên tùy duyên là quý vị đụng đâu nói đó. Ví dụ như những cái tình mới trong đạo tràng này, ví dụ như đạo hữu Tạ Ân Đời ha, đạo hữu học trò ha, đạo hữu Lửa Hà, đạo hữu Đồng Thánh, những vị mới này muốn tham gia đối với pháp hội chúng ta thì quý vị cũng có thể đưa tay để thử cái micro, để chúng ta cầm được cái micro. Đó cũng là một cái điều mà chúng ta học hỏi. Để rồi khi chúng ta thắc mắc một điều gì đó, chúng ta có thể đưa tay để được linh hội những cái ý kiến hay của đạo tràng, hoặc là nhờ một vị nào đó giải thích cho chúng ta. Cá nhân của chúng tôi giải thích không nổi thì mời quý vị ngày Chủ Nhật sẽ nghe ngài Liễu Tông giải thích. Thì đây cũng là một cơ hội để chúng ta hướng về pháp học. Pháp học có bốn vấn đề: chúng ta học, chúng ta hỏi, chúng ta hiểu, chúng ta nhớ. Bốn điều này trong pháp học, nếu mà chúng ta học, hỏi, hiểu, nhớ xong á, khi đó chúng ta mới đi qua pháp hành. Tức là học, hỏi, hiểu, nhớ như thế nào để chúng ta cầm được cái micro. Khi cầm được cái micro thì quý vị sẽ mạnh dạn hơn diễn tả hết ý đó. Chứ còn bây giờ quý vị tế cháp lên
nhiều khi nó không nói trọn cái ý nghĩa của mình, dễ bị hiểu lầm. Còn quý vị cầm được micro thì quý vị sẽ diễn đạt một cách linh động hơn, và diễn đạt theo cái ý tưởng của quý vị dễ dàng hơn là những cái dòng tiếp chat. Quý vị quan hệ không? Quý vị cũ thì thấy rằng trong sự tu tập của mình bị vướng mắc cái gì, còn quý vị mới thì cũng có thể lên cầm micro. Cái room lan truyền này là một cái room mà quý vị cảm thấy có những cái điều không thích hợp, quý vị cũng có thể cầm micro để phản biện, để đưa lên ý kiến và chúng tôi tiếp thu để làm cho cái room lan truyền này ngày càng tốt đẹp hơn, có thể phục vụ cho quý vị theo yêu cầu của quý vị, và nhất là trên cái phương diện về tâm linh, học hỏi về tôn giáo thì quý vị hiểu được Phật giáo tại sao nói thế này, tại sao nói thế kia, thì đó cũng là những cái điều thắc mắc để chúng ta thấy rằng chính cái bàn tay của chúng ta cũng có cái ngón ngắn ngón dài, nhưng mà ngón ngắn ngón dài như vậy khi mà khổ sự thì chúng ta sẽ gom lại những ngón tay này để nắm bắt một cái gì đó nó vững chắc hơn. Thì Phật giáo cũng vậy, có nhiều tông phái và càng nhiều tông phái thì làm sáng tỏ về con đường bát chánh đạo. Alo, bây giờ xin mời quý vị có ý kiến ha. Bây giờ là 4 giờ 40 rồi, thời gian đâu còn bao nhiêu nữa đâu. Hay quý vị thấy là 5 tới 5 giờ là vô minh pháp hữu. Cho nên cái thời gian này chúng ta không đưa ra một đề tài nào cả, mà chúng ta chỉ sinh hoạt tùy duyên. Tức là ý kiến của quý vị chúng tôi tiếp thu, hoặc là quý vị có thể đưa ra những điều hay lẽ phải để đạo tràng coi như tùy hỷ với sự tu tiến của quý vị. Alo, quý vị có ý kiến thế nào? Xin mời bàn tay của quý vị nha. Sao em ru thế này? Không ai có ý kiến thì chúng tôi đi vào nội dung. Nội dung ở đây có nghĩa là khi nãy Chí Tâm Phương, Chí Tâm Phương lúc này rất tiến bộ, lễ bái tam bảo, thọ trì quy giới. Tuy nhiên trong vấn đề lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới, Chí Tâm Phương còn nghe không? Chậm lại rõ ràng, chậm lại rõ ràng. Trong cái bài kinh dân kinh á, bài hồi hướng á, chỉ có hai từ là chữ punya, punya là phước ha, nhưng mà Sư Tâm Phương cứ đọc là hai cái từ đó là punyang, punya khác punyang, punya phát lăng nhưng mà Sư Tâm Phương trong sách vở viết thế nào đó mà cứ đọc cái chữ punya thành punyang, có hai từ ha, đọc hai lần. Chúng tôi nghe thì quý vị biết rằng căn ngữ của nó punya ha, nhưng mà khi nó đứng theo cái vị trí của cái câu, của cái sự phân bổ trong văn phạm á, punya nè, punya nè, punyo nè, punyang nè, punye ná nè, punyasa, punyaya, punye su, punye hi, punye phi, vân vân. Thì cái chữ punya nó có thể chia theo 8 cách. Trong 8 cách chia đó thì cái vị trí nó nằm ở trong cái cách nào nó phải thích nghi. Nhưng mà Chí Tâm Phương coi lại cái bài dân kinh ha,
nó Punya Phát Lăng chứ không phải là Punyang Phát Lăng hả? À, thì tròn vẹn từ trước đến sau thì đọc tương đối là ổn định, nhưng bây giờ coi lại cho nó kỹ chút ha. À, ở Việt Nam thì có thể là bị bóc được đi, bởi vì buồn ngủ quá. À, giờ này mới 3-4 giờ mà thức dậy như vậy là thấy nhiều khi còn ngái ngủ, à, mệt mỏi, rồi nhìn cái chữ này nó chạy qua chữ khác ha. Nhìn từ cái chữ này chạy qua chữ khác. Nhưng mà đối với quý vị ở bên Mỹ mà mấy giờ chiều, wow, mới mấy giờ chiều mà sao mà mắt mờ được. À, hay là tối buồn quá rồi mắt mờ. Phân tích cách đọc các từ sau. A khi ya ta, a khi ya ta, a sit ya, mê ya sa. Chưa biết cách phân tích. À, bây giờ chỉ nói lên cách đọc thôi. À, bị cúp điện ha, còn bị cúp điện mà đọc được này là số 1 rồi. À, quan hỷ, quan hỷ. À, bị cúp điện mà thấy đường đọc được như vậy là thấy chứng tỏ là giỏi rồi ha. Rồi bây giờ chị Kim Nhung ha, chị Nhung, Kim Nhung coi lại ha. Vậy có ba, có hai từ phải không? Có hai từ Akhyata, một ha, Akhyata, một ha. À, từ thứ hai Asityamayasa, Asityamayasa. Những cái từ này, cái từ trước thì tương đối, còn cái từ sau này nó bị ảnh hưởng của Bắc Phạn Sanskrit, à, bị ảnh hưởng của Sanskrit, à, cho nên chúng ta học thường thì theo Nam Phạn, còn Bắc Phạn thì Sanskrit thì cái dòng đọc nó hơi khó. Ví dụ như cái bài Bát Nhã Tâm Kinh ha, tức là chữ Ban Nha người ta đọc Prajna, Prajna Paramita Vritya Sutra, à, đó cái bài kinh mà Bát Nhã Tâm Kinh thì đọc theo cái giọng vậy. Còn bên bên Nam Phạn thì cái giọng nó dứt khoát hơn, rõ ràng hơn ha. Chữ Akhyata, Akhyata, à, chữ đầu tiên ha. Chữ thứ hai Asitya, Asitya, Mayasa, Mayasa. À, thì đây là những cái âm hưởng của Sanskrit, à, những âm hưởng của Sanskrit chứ không phải của Nam Phạn. Nam Phạn thì cái giọng đọc nó rõ ràng, nó dứt khoát. À, rồi Sư Kim Nhung đọc mấy cái từ này ở chỗ nào? Hello, à, quý vị có ý kiến gì không? À, tùy duyên mà. À, bây giờ 4:44 rồi, còn có 16 phút nữa thôi. Đọc danh sách hả? À, mệt quá, sách vở nhiều khi nó làm cho người nhức đầu. À, chúng ta học ở chỗ nào thì đi thẳng qua chỗ đó đi, không đọc được ha. Rồi, à, sa thú. À, bây giờ quý vị ta nghe ví dụ như những cái bài mà chúng ta học, à, những cái câu Phật ngôn quý vị thấy cứ lặp đi lặp lại, nhưng mà lời của Đức Phật, à, chúng ta thấy ngày hôm qua khác, hôm nay khác, mỗi lần đọc chúng ta đều có một cái sự tiếp thu hiểu biết, à, nó khác nhau chứ không có giống nhau. Cho nên người ta nói không thể nào tắm trên một cái dòng sông mà nó mỗi thời gian nó mỗi khác nhau, tức là cái dòng nước nó chảy luôn luôn trôi chảy, chứ không phải nó cũng sông này ngày hôm qua tôi tắm vậy, hôm nay cũng tắm giống vậy. Không phải như vậy. Mỗi sát na, mỗi giờ phút nó đều khác nhau. Rồi bây giờ quý vị có ý kiến gì không? Tùy duyên mà.
cảm thấy đạo tràng của chúng ta trong sự sinh hoạt cùng nghĩa là đâu tuần. Quý vị muốn có một cái ý kiến nào để cho đạo tràng chúng ta khởi sắc, hoặc là trong sự tu tập của chúng ta bị vướng mắc ở chỗ nào? Nhiều khi quý vị gặp người lưu tông ngại, thì bây giờ quý vị có thể tự nhiên coi như là cái nhà của mình đi, đây là những người trong một đại gia đình, chúng ta thân mật với nhau, mỗi người mỗi nước mỗi non này, bước vào cửa Phật là con một nhà này. Có người ở Mỹ, có người ở Đức, rồi có người ở Úc, có người ở Canada, người ở Việt Nam, vân vân. Thì đây là một đại gia đình, thì chúng ta có thể giao lưu những cái giây phút ngắn ngủi này để rồi trong cái vấn đề lục hòa chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Đúng là Punya Phát Lăng Mới Già, chẳng phải Punyan ha. Đúng rồi, Punya Phát Lăng Mới Già. Alo, quý vị có ý kiến gì không? Thời gian của chúng ta trôi qua rất nhanh. Hôm nay chúng ta sẽ gặp Quỳnh Pháp Hữu, tỉnh thức trước khi chết, tức là trong cuộc sống của chúng ta sinh ra hai bàn tay trắng và nằm xuống cũng trắng tay. Nhưng mà trước khi nằm xuống trắng tay, chúng ta nghĩ rằng cái thời gian chúng ta tồn tại trên thế gian này, chúng ta có để lại cái gì hay không? Tức là còn một chút gì để nhớ, để thương đối với cuộc sống. Còn chết đi ra, người ta chết để tiến. Vậy thì mình để lại tiếng thơm hay tiếng thối đối với thế gian này? Quan trọng là tỉnh thức trước khi chết. Tỉnh thức trước khi chết, tức là trước khi mình chết á, mình phải ngáp ngáp. Mình biết mình ngáp được mấy cái. Trước khi mình chết, mình có hôn mê, mình có mê loạn, mình có mắt chuồn chuồn rồi đau quá rồi chửi cha mắng mẹ hay không? Hay là trước khi mình chết, mình mỉm cười tạ ơn đời đã cho chúng ta một thời gian tốt đẹp trên cuộc sống, mỉm cười trước khi ra đi? Hay là chúng ta nức nở tiếc nuối, còn nhiều chuyện chưa có làm xong, xin diêm Chúa để chúng tôi sống thời gian nữa để giải quyết cái hận thù này. Để quý vị nghĩ sao, chúng ta tỉnh thức như thế nào? Thì một tí nữa sẽ nghe Quỳnh Pháp Hữu. Còn bây giờ tùy duyên, nhưng mà sao quý vị im ru vậy nè? Quý vị có ý kiến thế nào? Tức là chúng ta thắc mắc cái gì thì cứ đưa tay. Cái tùy duyên không phải là cái gì, chúng ta ngồi thiền ở trong cái room này sinh hoạt là phải cầm được micro là quý vị thành công. Cầm được micro là quý vị có thể học hỏi được nhiều cái vấn đề. Còn mình nếu quý vị mà không đưa tay ngồi im ru, tức là sự tiến hóa của quý vị bị dậm chân tại chỗ. Quý vị nghe nhưng mà thắc mắc không đưa tay thì cái nghe của quý vị càng khổ thêm nữa. Cho nên quý vị cần phải nói để giải tỏa. Rồi mời sư Nhật Bình, muốn nói gì thì nói. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Và cảm ơn chị Mata Thiên Vũ và Kim Nhung Ca Nhật Bình biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu. Và cảm ơn Sức Đề Men cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Và con thấy Ngài cầm mic hơi lâu rồi. Con đỡ mic cho Ngài để Ngài dùng nước một chút xíu. Dạ, con cùng thỉnh Ngài dùng nước. Và Nhật Bình thấy câu hỏi không
Kim Nhung. Dạ cảm ơn học trò. Phải Kim Nhung vừa đưa câu hỏi lên không? Thầy Nhật Quỳnh đọc lại coi. À câu hỏi phải không? Dạ vậy để cho ngài dùng nước tí xíu để ngài Kim Nhung nha. Để ngài rồi ngài sẽ quay lại ngài trả lời. Dạ ngài thấy câu hỏi rồi. Dạ mến chào Hoa Trăm Ba. Dạ bạch ngài, con thấy cái đề tài học của Huynh Pháp Hữu ngày hôm nay đó là tỉnh thức trước bệnh tật và cái chết, rồi cái tiến trình nhập thiền Đức Phật trước khi diệt độ, thì cái này thì mình không thể tìm hiểu nổi rồi. Nhưng mà tỉnh thức trước cái chết, bệnh tật và cái chết, bạch ngài, con có nghe một vị nói là mình nguyện sao mình chết muốn có cách gì, ngài chỉ cho con tu tập cái gì, cách thế nào để khi mà mình biết mình sắp tới sắp giờ ra đi rồi, mình tỉnh táo, mình không có tiếc nuối một cái gì hết, cả bản thân, cả con cháu, cả cuộc cải, coi như tất cả mình không tiếc nuối cái gì hết, mình chấp nhận mình ra đi, thì ngài chỉ dạy dùm cho con ạ. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ con kính nhân mít đến ngài ạ. Ngài dùng nước chưa bạch ngài? Nếu ngài dùng nước rồi, ngài cho con một tín hiệu, con kính nhân mít đến ngài ạ. Dạ con kính nhân mít đến ngài. Alo, còn 6 phút nữa giải quyết hai vấn đề ha. Một là của chị Nhật Quỳnh, hai là của chị Kim Nhung. Bây giờ giải quyết ai trước đây? Chị Kim Nhung đưa ra vấn đề, bây giờ mời chị nha Kim Nhung nhắc lại, nói rằng giới nói dối á, có bốn chi, vậy thì bốn chi đó là như thế nào? Rồi là có năm pháp nữa, thì năm pháp đó là năm pháp gì? Mời chị Kim Nhung. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ và ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, thưa sư, khi mà con nghe nghe giảng pháp ở một số nơi thì con cũng nghe nói là có giới nói dối, thì khi mình thọ giới nói dối thì mình biết nó có bốn chi, rồi có thêm năm pháp về giới nữa. Về bốn chi của giới nói dối đó là mình không có nói dối, không được nói lời đâm thọc, không được nói lời, không nói dối, không nói lời chia rẽ, không nói lời ác độc và không nói lời phù phiếm. Dạ, còn cái năm năm cái pháp về lời nói tốt đẹp, tức là mình phải con nhớ không rõ thưa sư, thành ra con muốn nhờ sư nói lại để con nhớ thêm. Tức là con nhớ là mình phải nói hợp thời, nói có lợi ích cho mình và cho người, rồi thì con cũng chỉ nhớ đến như vậy thưa sư. Tại vì trong cái buổi học này thì con cũng muốn nhờ sư nhắc lại để con xem xét lại mình thưa sư. Thành ra con muốn nhờ sư giúp đỡ con ạ. Con kính tri ân sư, con xin xuống mic ạ. Alo, 123, chị Kim Nhung. Chị Kim Nhung nghe vị nào thuyết á, thì hỏi là vị đó. Bởi vì khi mà vị đã thuyết, tức là đưa ra một đề tài như vậy thì đầy đủ chi pháp để cho cái buổi thuyết giảng đó được thành tựu tốt đẹp với một cái đề tài, ví dụ như về khẩu nghiệp thì giới nói dối có bốn chi, như chị Kim Nhung vừa trình bày. Nhưng mà bốn chi của nói dối rồi có năm pháp bổ sung, năm pháp bổ sung cho cái giới nói dối này để cho nó được trọn vẹn. Thì bây giờ mỗi một vị pháp sư á,
khi mà lên pháp tòa, tức là có nghiên cứu cái đề tài này để đi sâu vào cái đề tài đó cho người ta nắm bắt một cách rõ ràng về cái khẩu nghiệp ha. Thì bây giờ đùng một cái hỏi chúng tôi đâu đó có trình bày cái này ha. Rồi bây giờ lật ra để kiếm năm cái chi pháp này bổ sung cho cái khẩu nghiệp ha. Thì cái vấn đề này thật sự không có thời gian. Bây giờ là 4 giờ 58 rồi, thì làm sao đây? Nếu mà quý vị đưa ra câu hỏi sớm sớm thì chúng tôi còn lập sách để tìm ra 5 cái chi pháp này. Còn thời gian này thì làm sao đây? À, cho nên chúng tôi nói chỉ có nửa tiếng đồng hồ, nói chuyện chơi chơi, tùy duyên thôi, tóm tắt, gọn. Quý vị đưa ra chi pháp, bây giờ phải lục tìm. Thì cái vấn đề này an toàn hơn là Sĩ Kim Nhung nghe cái vị sư nào thuyết giảng về cái đề tài khẩu nghiệp thì thắc mắc hỏi với vị đó ha. À, còn câu hỏi của Sĩ Nhật Quỳnh ha. Bây giờ Sĩ Nhật Quỳnh lặp lại đi ha. Đề tài như thế nào giải quyết ngắn gọn, mà ngắn gọn thì đi vào nội dung chứ không phải đi vào chi pháp. Rồi Sĩ Nhật Quỳnh, à, khi nãy nói cái gì đây, quên rồi ha. Câu chuyện này mà chạy qua chuyện kia là quên rồi ha. Sắp chết rồi, quý vị thông cảm đi. Dạ bạch ngài, còn có mấy phút nữa là con nghĩ thôi, cái câu hỏi con để lại hoặc là ngài trả lời tóm tắt cũng được. Câu hỏi con là con thấy cái đề tài của Vinh Pháp Hữu là tỉnh thức trước bệnh tật và cái chết. Mà con thì con rất là trăn trở là khi mình chết mình làm sao để mình tỉnh táo, mình biết mình sắp ra đi rồi, mình không còn vướng bận cái gì hết, của cải chồng con cháu chích gì không có vướng bận gì hết, xuôi tay một cái nhẹ nhàng à, bây giờ mình ra đi à, thì làm sao để mà mình tỉnh táo để mình ra đi. Con kính nhân mít đến ngày. Ngắn gọn nha, bởi vì có chữ mình ở trong đó, tức là có cái ta. Còn nếu mà không có cái mình ở trong đó thì không có cái ta, không có cái bản ngã. À, thường thường á, cái gì tốt đẹp à, thì cũng quơ hết về cho mình, cái gì xấu xa thì đưa qua cho người khác. Tại sao chấp thủ? Chấp thủ vì tâm tham. À, tham tức là thấy cái gì đẹp là nó của tôi, còn cái gì xấu là của ta. À, tôi và ta thì chính cái tôi này tức là cái bản ngã của mình, chấp thủ và cái hay cái đẹp cái tốt. Mà khi chấp thủ về cái hay cái đẹp cái tốt như vậy thì phải hữu thủ, phải hữu à, tức là chấp, mình chấp nó thì mình phải giữ nó à, mà giữ nó thì đâu có buông ra được à. Chính vì như vậy cho nên trước khi ra đi là phải buông xả. Mà buông sao nổi à, mấy cái thạch vàng chôn ở dưới cái giường đó mà coi như tử thần tới mà không trăn trối được với con cháu để rồi chết làm con chó, giữ mấy cái vũ vàng thì như vậy làm sao? Hồi đó đâu có tỉnh thức nữa, mà tỉnh cái này mê muội rồi cái này bị tử thần tới là cái quả hồn à, rồi quên trăn trối à, rồi bây giờ phải đọa vào khổ cảnh không? Tại cái gì? Tại cái phần chấp thủ vàng đó của tôi, mồ hôi nước mắt cả một cuộc đời làm ra mà bây giờ coi như là à, chia cho con cháu thì nó đem nó xài hết, nó bỏ mình đi ăn xin làm sao à, khi mình còn sống thì cứ nghĩ rằng bây giờ chia cho con cháu rồi con cháu có của nó xài hết rồi nó không nuôi mình phải đi ăn xin thì như vậy thôi. Mình phải thủ, mà thủ để làm gì? Không có vàng hả? Không có vàng, có ngọc mà
Nghe nó hồi trước cái Nhật Quỳnh giàu lắm, đâu có đi buôn vàng đâu, ngọc rồi cái gì kim cương hột xoàn đồ kia, lúc trước là đại gia mà hả? Bây giờ thì thấy cũng là đại gia luôn, còn muốn gì nữa. Cho nên ở đây á, cái vấn đề tại chúng ta bị tâm tham chi phối, bị sân hận chi phối, bị si mê chi phối, cho nên chúng ta phải thủ. Mà thủ như vậy thì làm sao mà tỉnh thức được? Thức á, là nhớ tới vàng bạc châu báu, nhớ tới những cái tốt đẹp. Mà nhớ như vậy thì làm sao mà tỉnh được? Mê muội trong cái bản ngã của mình, và chính bị cái bản ngã, cái tôi, cái ta, cái của ta, và mình không thoát khỏi. Cho nên khi mà tay bắt chuồn chuồn á, quý vị biết rằng hồi đó giống như một cái đoạn phim mà nó quay lại những cái ác pháp mình làm, cái thiện pháp thì không thấy bao nhiêu hết, hồi đó mê mờ rồi, thiện pháp không thấy bao nhiêu mà chỉ thấy những ác pháp nó xuất hiện, và chúng ta bắt cái cảnh đó để mà ra đi. Như trường hợp của hoàng hậu Mallika ha, bà là một cái người hộ pháp rất đắc lực, tạo nhiều công đức, nhưng mà chỉ có nói dối với ông chồng thôi, tức là đức vua Pisenadi, chỉ có nói dối với ông vua thôi. Vậy mà khi sắp lâm chung, bà nhớ đến cái ác nghiệp của mình đã nói dối với ông chồng, thế là phải đi xuống dưới địa ngục ngồi chơi 7 ngày. Rồi những cái thiện pháp nó hỗ trợ, và bà ta được sanh lên thiên giới. Mình chào huynh Pháp Hữu vừa đến với Pháp Hội. Rồi bây giờ vị nào lên thỉnh giảng sư ha. Alo, xin mời. Nam mô. Dạ, con kính mời tất cả Phật tử cùng Đông Phương chúng ta thỉnh Pháp Sư ạ. Dạ, trước hết xin con kính đảnh lễ Thượng Tọa. Dạ, kính chào huynh Pháp Hữu. Dạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sa ma sa bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sa ma sa bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sa ma sa bu tha sa. Chúng sanh tất cả bốn hạng như sáng trong nước vinh quang luôn chờ trời lỡ mọc đắng nhờ ánh sáng trổ hoa lành trải tháng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phạm thiên vẫn ngẫm ngùi khẩn khoan Phật nhậm lời những chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhậm vương lâm gia ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thỉnh dự pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở màn giao pháp 45 hạ giam vạn toàn một lòng chẳng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ẩn phổ cập đám mưa lạnh rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ trích rõ ràng thỉnh ngài thiết pháp nói đàn tử bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tôi mê cầu được trí trí vẹn toàn. Dạ, nam mô Bố Thầy. Dạ, dạ. Xong cái phần thỉnh Pháp Sư, dạ kính nhường mic lại cho huynh Pháp Hữu để huynh cho bài học hôm nay. Dạ, xin cảm ơn con kính lễ Sư Trí Đức, kính lễ quý chư Tùng Đức Tăng Ni, kính chào quý anh chị, không biết có nghe rõ. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh, Tùng Phương.
Dạ, bây giờ thì như thường lệ, xin tất cả các lắng tâm thanh tịnh để cùng chúng tôi lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavan Tang Apivadeni Svakato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangkang Namami. Cõi Bồ Đề, trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng, con xin lại đấng đại hùng, với vô biên trí tận cùng thế gian. Bác thánh đạo, con đường chánh giác, đưa chúng sinh vượt thoát trầm luân. Chân truyền diệu pháp thánh nhân, con xin tịnh ý, nghiêm thân thực hành. Hòa hợp chúng, tăng già thanh tịnh, đức vô song tứ thánh sa môn. Thừa hành di giáo thế tôn, đời đời tương tục bốn phương phổ hoằng. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang thammang sangkhang namassami. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin quy kính Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Đó là xong phần lễ bái tâm bảo tóm tắt. Bây giờ thì chúng tôi xin đi vào cái đề tài của buổi đàm luận Phật Pháp ngày hôm nay. Như có ghi trong thông báo thì hôm nay chúng tôi xin đọc bài chương 23 Tiến trình nhập thiền của Đức Phật trước khi Ngài diệt độ, trích từ trong cuốn sách Tỉnh thức trước bệnh tật và cái chết. Trong cuốn sách này thì Ngài Tỳ Khưu Anālayo trích dẫn những đoạn kinh chính yếu là trong tạng A Hàm của Hán Tạng, đồng thời Ngài cũng so sánh đối chiếu với lại những đoạn kinh tương ứng trong tạng Pali. Và loạt bài này thì chúng tôi có trình bày nhiều lần rồi, có thể nói là lần này lần thứ hai hoặc thứ ba vậy đó. Thì hy vọng rằng sau cái đợt này thì chúng tôi sẽ nghỉ vài ba tuần và sẽ suy nghĩ thêm có nên soạn lại thành một cái tập sách để mà ấn tống hay không, bởi vì thấy tương đối cũng kén người đọc. Mặc dù đối với bản thân chúng tôi thì cuốn sách này rất là có giá trị, bởi vì Ngài chia ra làm hai cái chủ đề đặc biệt, và nhất là những người lớn tuổi là cảm thấy rất cần thiết, đó là về cái bệnh và cái chết. Làm sao chúng ta đối diện với được tỉnh thức khi chúng ta bị bệnh, nhất là bệnh nặng, và đối diện với cái chết đang xảy đến. Thật sự ra không có cái gì gọi là bi quan, nó là một cái chuyện bình thường, sanh lão bệnh tử Đức Phật có nói, nhưng mà bây giờ nhiều khi mình không chấp nhận, mà nhiều khi mình muốn như thế này thế kia, nhưng mà đôi khi không, cái muốn nó không có được, nó tới, cái bệnh nó tới rồi, cái già từ từ mỗi ngày, rồi trước sau gì cũng phải đối diện với cái chết. Có nhiều người thì không muốn nghĩ tới, nó phải chừng nào nó tới thì tới, kệ, đừng nghĩ tới làm cho bi quan. Nhưng mà ngược lại, chẳng hạn như Ngài Anālayo thì Ngài nói Ngài suy niệm về cái chết hầu như là mỗi đêm, và cái đó giúp cho Ngài yêu đời hơn, Ngài cảm thấy hăng hái đóng góp, Ngài tu tập rồi Ngài dịch sách này kia. Bởi vậy Ngài sử dụng mỗi một ngày như vậy là nó hoàn toàn không có để dám để phí một ngày nào hết, bởi vì cái thời gian nó có hạn, quỹ thời gian càng ngày càng dần, thành thử ra Ngài làm việc tích cực mà không có, và cố gắng không có để phung phí vào những cái chuyện không đáng. Và chúng tôi thấy đó là thấy được một cái thái độ rất là hay.
hoặc do kể cả bản thân mình chưa có học được. Nhiều khi mình cũng chạy theo những cái chuyện này chuyện kia, chuyện trên trời dưới đất, đủ thứ chuyện, bởi vì những cái chuyện đó nó hào hứng, nó kích thích thôi. Rồi mình bình tâm mình nghĩ lại, mình nghĩ là cái thời gian của mình cũng không còn bao nhiêu nữa. Không nên chạy để mà dính mắc vào những cái chuyện đó. Những chuyện đó là những chuyện xảy ra trên thế gian luôn luôn, nó vô thường, mình thấy rõ như vậy. Mà mình cũng không làm gì được, ngoại trừ mình chỉ bàn ra bàn vào rồi làm cho cái tâm mình xao động thôi. Chứ mình không làm được gì, mình chỉ làm được những cái chuyện gì mà nó nhỏ nhặt nhẹ, nhưng mà nhẹ nhàng chung quanh mình, và cố gắng sử dụng cái thời giờ mình cho nó đúng, cho nó có ích lại. Cái điều đó là cái điều quan trọng. Người ta, đối với bản thân chúng tôi thì những cái chủ đề về bệnh và chết thì rất là hay, giúp cho mình theo dõi Đức Phật dạy như thế nào, và những cái gương trong của các vị tỳ khưu, các vị trưởng lão trong cái thời kỳ Đức Phật còn tại thế, các ngài đối phó như thế nào, để mà mình học những cái rút thể những bài học cho chính mình. Điều đó mới là quan trọng. Và mời các anh chị đi vào xem cái bài đầu, cái hình đầu tiên là cái hình của cái cuốn sách này. Ngài Tỳ Khưu Anālayo, ngài viết ra, soạn ra là theo lời yêu cầu của một người bạn đạo, đó là giáo sư Đỗ Chính Dây. Giáo sư là một trong những người tiền phong đưa Tam Tạng, kinh điển của kho tàng Phật giáo của Trung Quốc, chuyển sang số hóa và đưa lên trên mạng, đồng thời đưa xuống đĩa CD. Khi mình ăn ngày Anālayo bắt đầu học tiếng Hán để mà tìm hiểu thêm những bộ kinh nguyên thủy trong tạng A Hàm, thì ngài có đi qua bên Lộc truyền cũng như để Hoằng Pháp cũng trao đổi ở Đài Loan và được làm quen với lại giáo sư Đỗ Chính Dân, và từ đó trở thành những người bạn đạo chung với nhau. Và giáo sư Đỗ Chính Dân đề nghị ngài Anālayo soạn ra một tập sách cho, đặc biệt rút từ những cái bài, cái lời giảng, những lời khuyên Đức Phật cũng như những vị đệ tử đại trưởng lão trong thời Đức Phật giảng dạy như thế nào, tập trung vào hai vấn đề chính, hai cái lĩnh vực chính. Thứ nhất là làm sao chúng ta đối phó với bệnh tật, thứ hai là làm sao chúng ta đối diện với cái chết. Và đó mà lý do mà ngài Anālayo soạn ra tập sách này. Rồi, bây giờ mời anh chị qua cái hình thứ hai. Đó là hình của hai người bạn đạo, ngài Anālayo và giáo sư Đỗ Chính Dân, mà tiếng Anh dịch là Ebintu. Mình đọc theo kiểu Hán Việt là Đỗ Chính Dân. Và sau khi mà soạn xong thì lúc đó thì giáo sư Đỗ Chính Dân bị bệnh ung thư trong giai đoạn cuối, thành thử ra ông nhận được cái bản thảo của tập sách này, ông có viết lời bạc và được ghi trong sách, nhưng mà sau đó thì ông đã đời, ông không có thấy được cái bản in để mà in ra cuốn sách này. Đó là giáo sư, hình ảnh của giáo sư Đỗ Chính Dân cũng như ngài Tỳ Khưu Anālayo. Và trong cái lời bạc đó có một cái câu rất là hay, thành thử là chúng tôi trích ra, chúng tôi làm ra thành một cái giống như là một cái poster riêng và cái chia sẻ trên trang Facebook của cá nhân của chúng tôi. Đó là cái lời của giáo sư Đỗ Chính Dân viết lời bạc của cho cuốn sách đó. Hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi. Giáo sư sau khi mà bị bị bệnh ung thư rồi thì giáo sư đổi cái nhìn, coi như mỗi ngày là một, coi xem như là ngày cuối cùng, thành thử ra mình sống trọn vẹn từng ngày, không có để phí phạm thì giờ do những chuyện vô ích. Và chúng tôi thấy cái đó rất là hay. Chúng tôi thử tập vẫn chưa thuần thục lắm, nhưng mà có khi nó nhắc nhở cho mình. Nhiều khi mình, cái tâm mình chạy lang thang, mình chạy theo chuyện này chuyện kia, chuyện chính trị kinh tế xã hội, những chuyện lang bang, rồi chuyện tình cảm của người này người kia, nó lung tung, nhưng mà cuối cùng mình thấy nó không ích lợi gì hết.
Ví dụ như bây giờ mình còn có một ngày thôi, tối nay mình chết. Bây giờ mình sáng nay bây giờ mình thức dậy sớm khoảng 5-6 giờ sáng thì có khoảng 10 giờ đêm là mình chết, hoặc là chỉ có nhiêu đó, tức là mình còn có 15 tiếng đồng hồ nữa thôi. Vậy thì sao đây? Rồi khi mình thấy cái gấp rút như đó thì mình không có còn dính mắc vào những cái chuyện lặt vặt lu bu nữa. Mình tập trung mình làm những cái chuyện gì đó, nó sống an vui tử tế, tạo phước báo, tạo thêm, giúp thêm cho cái trí tuệ mình mở mang trong cái thời gian còn lại. Cái điều đó nó quan trọng. Và lúc và tự nhiên mình thấy có cái tinh thần vị tha hơn, mình không có chấp những cái chuyện nhỏ nhỏ, bởi vì trước sau thì mình cũng chết rồi. Ra mình tập trung tâm trí vào những cái chuyện quan trọng thôi, và để cái tâm nó không có bị chao động, tâm nó an tịnh. Hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi. Từ khi bắt đầu bị bệnh, tôi đã sử dụng câu này như là một nguyên tắc hướng dẫn cho cuộc đời tôi. Tôi đã xem mỗi lớp học, mỗi cuộc họp, mỗi lần gặp nhau và mỗi cuộc trò chuyện như một buổi chia tay. Với thái độ này, tâm trí tràn ngập lòng biết ơn và sự đánh giá sâu sắc của từng khoảnh khắc. Mỗi buổi sáng giống như bắt đầu của một cuộc sống mới. Hôm nay là ngày đầu tiên của cuộc đời tôi. Ngày đầu tiên cũng như là ngày cuối cùng. Mình sống, mình tỉnh giác từng ngày. Và khi mà mình thấy như vậy rồi thì mình gặp người này người kia mình không có cái sự hận thù ở trong đó, mình sống tử tế, tại vì mình thấy không có đáng để mình nổi tâm sân, tốt hơn là mình sống tử tế với nhau. Cái điều đó rất là quan trọng. Bây giờ mời các anh chị sang cái hình tiếp để về cái mục lục của cuốn sách. Như chúng tôi có nói, cuốn sách có 24 chương. Thì ngài thì Khu Analayo, ngài là gốc người Đức, thành ra ngài rất là khoa học và chia rõ ràng, phân chia rõ ràng. Phân nửa cuốn sách, tức là 12 chương đầu tiên, từ chương 1 tới chương 12 là nói về cái bệnh. Làm sao chúng ta có những rút tỉa những cái lời Phật dạy hay là những lời dạy của các vị đại đệ tử được còn để lại đi trong kinh điển nguyên thủy để chúng ta đối phó với cái bệnh. Và 12 chương tiếp, tức là chương 13 đến chương 24 là làm sao có những lời Phật dạy chúng ta rút tỉa để mà suy ngẫm để đối phó với cái chết. Thì hôm nay chúng tôi sẽ đọc cái phần chương 23. Và song song với lại 24 chương đó thì ngài cũng đưa ra một cái chương trình có 24 cái Phật chủ đề để mà chúng ta tìm hiểu thêm. Đó là cái cột ở bên tay trái mà chúng tôi bên tay phải trong cái poster, cái slide. Và trong cái chương 23 này thì nếu muốn thì chúng ta cần phải tìm hiểu thêm để mà hiểu rõ hơn về 4 tầng thiền hữu sắc và 4 tầng thiền vô sắc. Hôm qua chúng tôi có đưa chia sẻ trên trong Facebook là vấn đề mà thiền na, tức là đem cái tâm nhập định và chánh định, được đem ra bàn cãi và thảo luận trên rất nhiều cái diễn đàn của Phật giáo. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng có một cái điểm nhỏ mà ít có người lưu ý tới, tức là mặc dầu có khuynh hướng cho rằng chana, tức là thiền na, trạng thái tâm khi mà nhập định là của ngoại đạo, không phải của Phật giáo, thì có vẻ khinh thường. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng mặc dầu cái nguồn gốc là từ của La Môn, nhưng mà Đức Phật đã sử dụng và ngài cũng dạy cho các vị đại đệ tử sử dụng. Bằng cớ là ngay trong Trung Bộ Kinh có 152 bài kinh, và có hơn 30 bài kinh, trong đó Đức Phật có đề cập đến các tầng thiền na này. Cũng như trong Tương Ưng Bộ, nó có khoảng 2 chương nói về thiền na, 2 chương tương ưng về thiền. Mỗi chương như vậy khoảng 55 bài kinh. Thì chúng ta thấy rằng như vậy thì ắt hẳn là ngay trong thời Đức Phật đã đem ra để giảng dạy cho các vị đại đệ tử, để mà thực tập, chứ không phải là cái chuyện là chúng ta bây giờ coi thường. Và xuyên suốt ngay cả cho đến khoảng thế kỷ thứ 5, tức là khoảng 1000 năm sau khi Đức Phật nhậm chức, ngài Phật Âm Buddha Gosa cũng đề cập đến vấn đề
đem tâm định trong các tầng thiền na, trong cuốn luận Thanh Tịnh Đạo của Ngài rất là nổi tiếng. Thì điều đó có chứng tỏ rằng sau khi Đức Phật dập diệt rồi, trong truyền thống của Phật giáo Nam truyền Theravada cho đến thế kỷ thứ 5, thứ 6, đến cái thời của Ngài Buddha Gosa, thì vẫn còn các chư tăng vẫn dùng cái đó để mà tu tập. Thành ra đó là một cái phương diện mà chúng ta nghĩ, chúng ta cần ghi nhớ để thấy cái tầm quan trọng của đem cái tâm nhập định như vậy. Nhiều khi mình không có không có theo dõi hoặc là không có bỏ thì giờ đã tìm hiểu kinh điển rồi, nhiều khi mình chỉ lý luận suy luận rồi mình dựa theo cái lời dạy của một cái vị thiền sư nào đó, nhưng mình thật ra mình không có thấy rõ vấn đề. Có, và trong cái chương ngày hôm nay sẽ cho chúng ta thấy rằng Đức Phật thành thạo cả 8 tới 9 tầng thiền, và trong cái giờ phút cuối cùng là Ngài nhập thiền, rồi sau đó Ngài mới nhập diệt. Và chúng ta đi ngược là thời gian 45 năm trước, khi khi Ngài cái đêm rằm tháng 4, khi Ngài từ bỏ cái lối tu khổ hạnh, Ngài nhận cái bát cháo sữa của nhà sàng của nàng Suchata, của bà Suchata, sau đó Ngài bình phục, hồi phục sức khỏe, Ngài ngồi hành thiền. Thì trong cái đêm đó trước khi hành đạo thì Ngài cũng nhập thiền, tứ thiền. Thì sau khi Ngài xuất ra cái thiền thứ tư thì Ngài mới phát tuệ minh và đắc đạo. Ngoài ra mình thấy cái tiến trình đó có, và Ngài cũng giảng khuyên có người đại tử, đại đệ tử của Ngài thực hành theo cái pháp đó. Ngoài ra mình thấy đó là có cái tầm quan trọng chứ phải không? Có thể thích hợp cho một nhóm người nào đó, có thể không thích hợp cho một nhóm người nào đó. Nhưng cuối cùng rồi chúng ta phải tiến đến đó. Có cần thiết hay không đối với những người đại tử cư sĩ và bận rộn đủ thứ và chỉ nhắm đến nhập cái dòng lưu thôi, tức là cái bậc dự lưu thôi, thì đó là một cái vấn đề khác nữa mà chúng tôi cũng có dịch ra trong có một bài tham luận của Ngài Tỳ Khưu Bồ Đề. Thì Ngài cũng dựa theo kinh điển và Ngài cũng cho thấy rằng có lẽ cũng không cần thiết lắm, nhưng mà muốn nhập vào những cái muốn đắc những quả vị cao hơn, nghĩa là từ bất lai tới A-la-hán, thì có lẽ phải cần thiết, phải dùng tới. Để cái tâm mình định trong như vậy thì mình mới thấy rõ vấn đề. Thì đó là những cái chuyện mà chúng tôi chỉ xin trình bày một cách tóm tắt như vậy. Các anh chị nào có cần, có thấy quan tâm thì có thể phải tìm hiểu thêm. Có nhiều cái tài liệu trên mạng có sẵn để chúng ta tìm đọc. Và bây giờ thì mời các anh chị qua cái hình, cái biểu đồ cuối cùng trước khi chúng tôi đọc cái phần dịch. Biểu đồ này thì để chúng tôi soạn ra cho nó thấy nó rõ ràng. Các anh chị có vào được chỗ này không? Cái biểu đồ này quan trọng. Nó đơn giản thôi, nhưng mà nó giúp cho chúng ta thấy được vấn đề nhiều hơn. Tức là cái tiến trình nhập thiền trong những giờ phút cuối cùng của Đức Phật. Cái tiến trình này thì chỉ có Ngã Nuruta, là Ngài A Nậu Lâu Đà, Ngài có cái khả năng nhập thiền rất là mạnh, thành thử ra Ngài theo dõi, Ngài biết được. Ngay cả Ngài Ananda cũng không biết. Là mình thấy Đức Phật bắt đầu Ngài nhập sơ thiền, lên nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đó là bốn bậc thiền ở trong cái tầng thiền hữu sắc, trong sắc giới. Rồi cái Ngài thoát ra, Ngài nhập vào trong không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng vi phi tưởng xứ. Tức là cái bốn tầng thiền vô sắc, ở trong cái cõi vô sắc. Chúng ta nhớ rằng chúng ta đang sống ở trong cõi thế giới ta bà này, thì coi như trong ba cái cõi chính: cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Phạm nhân chúng ta thì sống trong cõi dục, và khi một hành giả cái tâm nhập thiền rồi thì thoát ra khỏi cõi dục, cái tâm ở trong cái cõi sắc và cõi vô sắc. Thì Ngài lên tới tầng thiền cao nhất là phi tưởng vì phi thuận xứ, rồi Ngài lên một cái bước nữa là diệt thọ tưởng, tức là không còn cái cảm thọ, không còn cái tưởng nữa. Chỉ còn cái thức theo dõi cái hành, lúc đó cũng không có hành, chỉ còn có cái thức thôi. Rồi từ đó tầng thiền cao nhất thứ 9 Ngài mới trở về, tức là khi diệt khổ tưởng rồi thì Ngài Ananda tưởng rằng Đức Phật đã nhập diệt, và Ngài Anuruddha nó chưa, Đức Phật chưa nhập diệt. Từ đó Đức Phật trở xuống từ cái diệt thọ tưởng, nó xuống phi tưởng xứ, vô sở hữu xứ, thức vô biên xứ, không vô biên xứ,
xuống tứ thiền, tam thiền, nhị thiền, tới sơ thiền, xuống ngược trở lại cái tâm ngài. Rồi từ tam thiền ngài đi ngược trở lên, cái tâm ngài đi ngược trở lên, từ sơ thiền lên nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đến ngay tứ thiền trước khi ngài vào không vô biên xứ, trong cái thời giữa cái thời gian, cái giai đoạn trung gian đó là ngài nhập diệt. Thì ra đây là cái tiến trình mà có ghi ở trong tạng A Hàm cũng như tạng Nikaya của Pali, thống nhất với nhau chỗ này. Tức là khi Đức Phật nhập diệt đó là ngài nhập diệt giữa cái tâm giữa tứ thiền, tức là giữa sắc giới, và tâm của không vô biên xứ, tức là vô sắc giới giữa đó. Thì đó, các anh chị nắm được ở chỗ này không? Thấy được cái biểu đồ chúng tôi soạn ra để thấy rõ như vậy. Tức là đi từ sơ thiền trở lên, cái tâm của ngài đi từ dưới lên trên, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ, lên tới diệt thọ tưởng định. Rồi từ diệt thọ tưởng định ngài đi xuống trở lại, tâm xuống lại, phi tưởng, phi tưởng xứ, vô sở hữu xứ, thức vô biên xứ, không vô biên xứ, tứ thiền, tam thiền, nhị thiền, sơ thiền. Tới sơ thiền rồi thì ngài đi ngược trở lên, cái tâm ngài đi ngược trở lên, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngay tả sau khi thoát ra khỏi tứ thiền thì cái tâm thì ngài nhập diệt ngay cái chỗ đó, tức là giữa tứ thiền và không vô biên xứ, không nằm trong sắc mà cũng không nằm trong cõi vô sắc, giữa hai khoảng đó. Đó là tiến trình nhập thiền của Đức Phật và diệt độ. Thì là các anh chị theo dõi được chưa ha. Bây giờ thì chúng tôi xin trở lại cái bài chính ngày hôm nay. Chương 23, tiến trình nhập thiền của Đức Phật trước khi diệt độ. Giới thiệu. Trong chương này, Đức Phật tiếp tục giảng dạy với lòng từ bi ngay cả trong những giờ phút cuối cùng trước khi nhập diệt. Tức là khi nhập diệt rồi, trước khi nhập diệt rồi thì ngài cũng dạy, đưa ra cái gương để thấy rõ. Các đoạn kinh văn được dịch dưới đây tường thuật câu chuyện ngài an ủi trưởng lão Ananda đang sầu khổ, rồi sau đó ngài chỉ dạy các môn đệ tụ tập chung quanh. Là khi biết Đức Phật có gần nhập diệt rồi thì ngài Ananda buồn khóc sầu khổ. Và mình thấy ngài Ananda đó, ngài rất tình cảm và ngài đã đắc được cái quả đầu tiên rồi, quả dự lưu rồi. Mình thấy ngay cả bậc thánh dự lưu cũng còn những cái cảm xúc như vậy chứ không phải là không. Đoạn kinh văn đầu tiên có những điểm tương tự như kinh văn trình bày trong chương 14 về lý do khiến ngài Ananda buồn rầu sầu khổ và Đức Phật đã an ủi ngài. Nhưng điểm khác biệt ở đây là sự kiện Đức Phật sắp sửa nhập diệt là lý do làm cho ngài Ananda đau buồn. Rồi ra Đức Phật cũng an ủi ngài Ananda làm thị giả trong 20 năm cuối cùng trong cái cuộc đời tại thế của Đức Phật. Lời khuyên dạy của Đức Phật là một ví dụ quý báu về cách đối phó với sự sầu khổ này. Để giảm bớt sự tập trung quá mức về sự kiện thầy yêu quý của mình sắp sửa ra đi, ngài nhắc nhở trưởng lão Ananda hồi tưởng lại những lợi ích đa dạng mà trưởng lão đã có được thông qua sự thân cận lâu dài với Đức Phật. Tức là thay vì mà cái người đó họ buồn, họ biết mình sắp chết ra đi rồi họ buồn khổ, thì Đức Phật khuyên rằng nhớ lại những cái gì mà người đó làm có ích lợi để người đó thêm cái lòng tin, thêm hoan hỷ. Tương tự như thế, sự mất mát sắp sửa xảy ra của người mà ta thương yêu có thể bù đắp bằng cách nuôi dưỡng, trân quý, tri ân và những kinh nghiệm tích cực mà ta đã từng chia sẻ với người ấy trong quá khứ. Mình nghĩ tới cái điều tốt, những kỷ niệm đẹp. Thì ra mình không có buồn. Hoạt động giảng dạy của Đức Phật trong đoạn kinh văn tiếp theo bổ sung cho việc ví dụ về ông Chitta trong chương 22, tức là chương hôm trước. Hôm trước thì ông Chitta là một người cư sĩ, nhưng mà ông cũng đắc quả thánh nè. Là khi trước khi chết, ông cũng giảng dạy cái người chung quanh. Chứ không phải là chỉ không giảng dạy được. Trong đó, bệnh nhân nằm trên giường, cận kề cái chết, vẫn có thể truyền dạy cho những người chung quanh. Cũng như ông Chitta qua đời sau khi giảng dạy cho họ hàng của ông, Đức Phật nhập diệt sau khi có lời giải cuối cùng cho các vị đệ tử tụ tập chung quanh. Ngài vẫn có những cái lời khuyên tốt. Chúng ta đọc
trong Pali thì chúng ta, trong cái dạng tạng Nam truyền thì chúng ta đọc cái bài kinh Đại Kinh Bát Niết Bàn ở trong trường bộ kinh. Còn Bắc truyền thì chúng ta có cái bài kinh Du Hành ở trong trường A Hàm, bài kinh số 2, kinh Du Hành. Thì chúng ta thấy cái bài có những lời dặn dò, lời dạy cuối cùng. Hoạt động giảng dạy của Đức Phật. Hai đoạn kinh được dịch dưới đây là từ bài kinh trong trường A Hàm, bài kinh số 2. Tương ứng với đại kinh Bát Niết Bàn của trường bộ, bài kinh số 16 ở trong trường bộ. Trong trường bộ Digha Nikaya thì là bài kinh số 16. Trong trường A Hàm tức là Digha Agama thì là bài kinh số 2. Hai bài kinh tương đương. Ngoài ra còn có các đoạn kinh tương tự trong Tăng Nhất A Hàm. Trong một dạng, trong một bài kinh dạng Sanskrit và có một số bản Hán dịch riêng rẽ. Ghi lại những sự kiện cuối cùng trong cuộc đời của Đức Phật. Thật ra sau đoạn kinh văn đầu tiên, Đại Kinh Bát Niết Bàn và các bài kinh tương ứng, ghi thêm các câu chuyện khác trước khi tường thuật về lời dạy cuối cùng của Đức Phật cho các vị đệ tử và tiến trình nhập thiền của Ngài trước khi diệt độ. Tức là trong hai cái bài kinh đó là ghi lại nhiều cái sự kiện xảy ra, chứ không phải chỉ một vài cái sự kiện thôi. Ghi lại trong những giờ phút cuối cùng trước khi Đức Phật nhập thiền. Ở đây tôi, tức là Ngài Tỳ Khưu Analayo, chỉ trích dịch hai câu chuyện về sự đau buồn, sầu khổ của Ngài Ananda và sau đó là những lời giải cuối cùng và tiến trình nhập thiền của Đức Phật. Ngài chỉ lựa ra hai câu chuyện thôi trong cái bài kinh dài đó, bài kinh Du Hành cũng như trong bài kinh Đại Kinh Bát Niết Bàn. Thì Ngài lựa ra hai câu chuyện thôi, rồi Ngài dịch ra và trình bày ở đây trong phần kinh văn. Thì ở đây chúng tôi lấy cái bản dịch của Ngài Hòa Thượng Tuệ Sĩ, có hai bản dịch, có Ngài Hòa Thượng Thanh Từ là dịch đầu tiên, rồi sau đó Ngài Tuệ Sĩ dịch lại một lần nữa ra cái bản, cái tạng A Hàm của chúng ta mà bây giờ đang phổ biến, đang được lưu hành ở Việt Nam, được dịch hai lần. Lần đầu của Ngài Hòa Thượng Thiện Siêu và Hòa Thượng Thanh Từ, rồi sau đó thì cách đây khoảng 5-6 năm, khoảng gần 10 năm trước thì Hòa Thượng Tuệ Sĩ và Hòa Thượng Thích Đức Thắng dịch lại một lần nữa. Lúc bấy giờ, A Nan đứng hầu sau Phật, không tự ngăn nổi bi cảm, nên vỗ giường than khóc rằng: Như Lai diệt độ sao mà vội thế, Thế Tôn diệt độ sao mà vội thế, Đại Pháp chìm lặng sao nhanh quá, con mắt thế gian diệt mất, thì chúng sinh suy đọa lâu dài, ta nhờ ơn Phật xuất gia, nay chỉ mới được lên bậc học địa, tức là mới lên được là bậc học địa là vào và bậc hữu học, tức là bậc dự lưu thôi. Tu nghiệp chưa thành mà Như Lai đã diệt độ. Thường thường thì chúng ta có chia làm có nhiều cái cách, có một trong những cách là chia loài người chúng ta đó làm ba, có thể là ba hạng người: hữu học và vô học và phàm phu. Vô văn phàm phu là những người mình chưa có nhập được dòng thánh, như bản thân chúng ta cũng là vô văn phàm phu, là phàm phu, người phàm. Rồi người bắt đầu nhập được dòng thánh rồi thì phải qua ba cấp bậc, tức là dự lưu, nhất lai và bất lai. Thì những cái đó gọi là những bậc thánh hữu học, tức là đã thánh rồi nhưng mà vẫn còn phải thực tập nữa, phải hữu học, phải tu tập thêm nữa. Là cái bậc cuối cùng là bậc A-la-hán. Thì sau khi nếu mà đắc được A-la-hán rồi thì không cần phải học nữa, là gọi là bậc thánh vô học. Chúng ta thấy cái thuật ngữ dùng nữa. Khi ấy Đức Thế Tôn dù biết nhưng vẫn hỏi: Tỳ khưu A Nan đâu rồi? Các tỳ khưu bạch Phật: Tỳ khưu A Nan đang đứng sau Phật, không tự ngăn nổi bi cảm nên vỗ giường than khóc rằng: Như Lai diệt độ sao mà vội thế, Đại Pháp chìm lặng sao nhanh quá, con mắt thế gian diệt mất thì chúng sinh suy đọa lâu dài, ta nhờ ơn Phật xuất gia, nay chỉ mới được lên bậc học địa, tu nghiệp chưa thành mà Như Lai đã diệt độ. Mình chưa có học gì xong vậy, thì vẫn còn để là mặc vào chập được chồng thánh rồi vẫn còn như vậy mà tiếc Đức Phật bỏ đi, đi sớm quá, ra đi sớm quá. Đức Phật bảo A Nan: Thôi thôi A Nan, chớ có buồn phiền than khóc, từ trước đến nay ông hầu hạ ta với cử chỉ hòa vô lượng, từ hòa vô lượng, ngôn ngữ từ hòa vô lượng và ý nghĩ từ hòa vô lượng không sao kể xiết. Tức là thân khẩu ý đều là tâm từ tử tế. Này A Nan, ấy là ông đã cúng dường ta công đức rất lớn.
Nếu có sự cúng dường nào của chư thiên, ma vương, phạm thiên, sa môn và bà la môn cũng không sao sánh bằng được. Ông hãy nỗ lực hơn nữa, ngày thành đạo không còn bao lâu nữa. Đức Phật khuyên là đó, nào giờ là ông Anan đã làm thị giả cho Đức Phật, lo lắng săn sóc đi với Đức Phật, thân khẩu ý được là một lòng tử tế với Đức Phật, đó là công việc cúng dường Đức Phật rồi. Mình nghĩ tới cái đó mà vui, chứ đừng có nghĩ tới chuyện buồn, và cố gắng nỗ lực hơn nữa. Ngài cũng khuyên, tức là lúc đó Anan chỉ mới là thánh dự lưu thôi, rồi một ngày rồi ông sẽ đắc quả cuối cùng là A La Hán. Đức Phật nói như vậy, giảng và thật sự như vậy. Sau đó, sau khi Đức Phật nhập diệt rồi thì ông Anan vẫn còn dự lưu cho tới cái đêm cuối cùng, tức là khoảng một tháng sau, rằm tháng 4 với rằm tháng 6, tới 2 tháng sau đó, thì bắt đầu trước khi mà Chư Tăng có cái buổi kết tập kinh điển lần thứ nhất, thì ông Anan ông cả đêm ông đi hành thiền, đi tới đi lui. Cuối cùng khi mà ông mệt mỏi, ông buồn ngủ, ông nằm xuống, thì cái đầu ông chưa chạm cái gối thì ông đắc được cái quả A La Hán. Là bữa hôm sáng hôm sau, khi mà Chư Tăng bắt đầu gặp nhau để mà kết tập kinh điển, đọc lại với nhau, tập tụng với nhau, thì lúc đó ông là thành A La Hán rồi. Ông đắc quả đêm trước khi có cuộc kết tập, và đắc quả trong một cái vị trí rất là đặc biệt, tức là không phải nằm cũng không phải ngồi. Ông ngồi xuống là xong, trước khi mà đầu ông chạm cái gối để mà nằm, thì giữa cái khoảng cách đó thì ông đắc A La Hán. Chúng tôi bây giờ xin đọc tiếp. Đức Phật nói: Thế nên các tỳ khưu chớ có phóng dật, ta nhờ không phóng dật mà thành chánh giác. Vô lượng điều lành toàn là nhờ không phóng dật mà có được. Hết thảy vạn vật đều vô thường. Đó là lời cuối cùng của Như Lai. Tức là nói chúng ta là phải không có dễ vui, không có phóng dật, lúc nào cũng phải nỗ lực, ngay cả đến giờ phút cuối cùng. Không phải tự nhiên mà chúng ta thành đạo được. Chúng ta phải có cái sự cố gắng tu tập ở trong đó. Lúc mà một cái điều đó là tất cả những cái chuyện chung quanh, những cái pháp có sinh có diệt đều vô thường, thay đổi luôn luôn, đừng có dính mắc vào đó. Cái điều rất là quan trọng. Nhiều khi mình không có nhớ những lời dạy của Đức Phật, mình để đó hồi kể, cái đừng có dính mắc vào cái gì hết. Thành ra cái người không có cái đường hướng để mà đi. Trong cái kinh điển nói rất là rõ ràng, chúng ta phải cố gắng có đường hướng rồi, chúng ta phải cố gắng tu tập. Thế rồi Thế Tôn nhập sơ thiền, rồi từ sơ thiền xuất ra nhập nhị thiền, từ nhị thiền xuất ra nhập tam thiền, từ tam thiền xuất ra nhập tứ thiền. Đó, thì đó là cái tiến trình của tâm của Đức Phật nhập thiền. Như nãy cái biểu đồ chúng tôi có trình bày đó, đi từ dưới lên trên, từ sơ thiền xuất ra là vào nhị thiền, rồi vào tam thiền, vào tứ thiền. Đó là những cái tầng thiền hữu sắc ở trong cái cõi sắc. Từ ngày tứ thiền xuất ra nhập không xứ định, từ không xứ định xuất ra nhập thức xứ định, từ thức xứ định xuất ra nhập vô sở hữu xứ định, từ vô sở hữu xứ định xuất ra nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ định, từ phi tưởng xứ định xuất ra nhập diệt thọ tưởng định. Tức là bây giờ bắt đầu từ khi mà ngài ra khỏi cái tâm, ngài thoát khỏi tứ thiền của sắc rồi, thì ngài bắt đầu nhập vào trong cái cõi vô sắc, tức là không vô biên xứ đầu tiên, rồi thức vô biên xứ, rồi vô sở hữu xứ, rồi ra đến phi tưởng phi phi tưởng xứ, rồi từ phi phi tưởng xứ đó là ngài nhập vào diệt thọ tưởng định. Lúc đó thì ngài Anan thì ngài không có cái khả năng đắc thiền như vậy. Ngài mới hỏi, mới không thấy, không thấy rõ. Ngài mới hỏi ngài Ana Luật. Lúc ấy Anan hỏi Ana Luật, tức là Anuruddha: Thế Tôn đã nhập Niết Bàn rồi chăng? Ana Luật nói: Chưa Anan, Thế Tôn hiện đang trong diệt thọ tưởng định. Lúc trước khi đi được ở gần Phật, tôi được nghe ngài nói rằng ngài sẽ nhập Niết Bàn khi xuất ra từ tứ thiền. Được là ngài Anuruddha nói chưa, cái tâm của Đức Phật là còn ở trong cái trạng thái diệt thọ tưởng định.
mà ngày xưa đó, có lần Đức Phật có nói cho Ngài biết, khi mà Đức Phật nhập diệt thì Ngài sẽ nhập diệt khi Ngài xuất ra từ tứ thiền. Rồi Thế Tôn từ diệt thọ tưởng định xuất ra, tức là bắt đầu đi xuống, nhập phi tưởng phi phi tưởng định, từ phi tưởng phi phi tưởng định xuất ra, nhập vô sở hữu định, từ vô sở hữu định xuất ra, nhập thức xứ định, từ thức xứ định xuất ra, nhập không xứ định, tức là bắt đầu đi xuống từ từ, xuống những bốn cái tầng thiền vô sắc. Rồi bây giờ Ngài bắt đầu vào cái tầng thiền hữu sắc. Rồi Ngài từ không xứ định xuất ra nhập tứ thiền, từ tứ thiền xuất ra nhập tam thiền, từ tam thiền xuất ra nhập nhị thiền, từ nhị thiền xuất ra nhập sơ thiền. Ngài đi xuống từ từ cho tới sơ thiền. Rồi Ngài từ sơ thiền xuất ra nhập nhị thiền, từ nhị thiền xuất ra nhập tam thiền, từ tam thiền xuất ra nhập tứ thiền. Đây là bắt đầu đi lên trở lại. Thế Ngài đi xuống, cái tâm Ngài đi xuống cho tới sơ thiền rồi thì Ngài bắt đầu đi ngược trở lên. Ra khỏi sơ thiền vào nhị thiền, ra khỏi nhị thiền vào tam thiền, ra khỏi tam thiền vào tứ thiền. Rồi từ tứ thiền xuất ra Phật nhập Niết Bàn. Ra khi mà xuất cái tâm Ngài xuất ra khỏi tứ thiền rồi, thay vì trở vào cõi vô sắc thì Ngài tịch diệt ngay lúc đó, trào khoảng thái trung gian giữa tứ thiền và không vô biên xứ. Đó là cái tiến trình nhập thiền của Đức Phật trước khi Ngài tịch diệt. Bây giờ thì chúng tôi xin đọc cái phần thảo luận. Lời giải cuối cùng của Đức Phật trong bài kinh được dịch ở trên nhấn mạnh về sự vô thường của mọi pháp. Bài kinh tương đương trong Trường Bộ và các bản kinh Sanskrit cũng có những điểm tương tự. Bài kinh ở trong Trường Bộ, bài kinh số 16 cũng vậy thôi, cũng dạy theo cái cũng chỉ ra, ra chúng ta thấy thống nhất cái chỗ này giữa cái bài kinh trong A Hàm của Hán Tạng và bài kinh trong Trường Bộ kinh của Nikaya, mình thấy thống nhất cái chỗ này, cái tiến trình nhập thiền của Đức Phật. Theo cách này, dường như Đức Phật dùng sự nhập diệt của Ngài để dạy cho các đệ tử, giúp cho các vị ấy nhận thức rõ ràng rằng quán tưởng về vô thường là tâm điểm khi chứng kiến sự ra đi của Ngài. Mình thấy rõ cái vô thường mà Đức Phật cũng dạy như vậy, vạn pháp là vô thường, phải cố gắng tu tập. Quán tưởng tương tự như thế cũng cần được thực hiện khi chúng ta chứng kiến cảnh qua đời của bất cứ người nào khác. Khi mình chứng kiến cả qua đời thì mình cũng thấy đừng có khóc than hay là bám chấp chuyện đó, là chuyện vô thường, sanh lão bệnh tử. Ra khi mà mình có chứng kiến cảnh người thân trong trong gia đình có qua đời thì mình có phải bình tĩnh, nhẹ nhàng chấp thuận, chấp nhận như vậy. Thật thế, quán tưởng về vô thường có thể xem như là điểm hội tụ các quan điểm khác nhau để nuôi dưỡng tuệ giác về bệnh tật và cái chết, đã được trình bày trong các chương trước. Có thể xem như là chìa khóa để mở kho báu của trí tuệ giải thoát. Quán soi về vô thường là điểm trọng yếu trong lời dạy cuối cùng của Đức Phật. Đức Phật có nhắc tất cả mọi việc đều là vô thường hết. Anh nói mình đừng có phải hiểu, phải chấp nhận như vậy. Khi mình khóc than này kia là mình muốn cho cái người thân của mình ở hoài với mình, mà cái chuyện đó là cái chuyện vô lý. Bởi vì muốn mà không được là khổ. Chuyện đó là mình không thấy rõ vấn đề. Sau khi nhắc nhở về tầm quan trọng của sự vô thường như là một nhận thức quan trọng cần phải ghi nhớ, trong bài kinh nêu trên, Đức Phật thể hiện lần cuối cùng sự vượt trội của một tâm ý trưởng thành về thiền định, ngay cả trong giây phút lâm chung. Và mình thấy rằng sau đó rồi thì Ngài cũng cho thấy Ngài cũng vẫn nhập thiền. Đánh dập 8 tầng thiền na lên tới tầng thứ 9 là diệt thọ tưởng định, rồi trở Ngài trở xuống. Thấy rõ ràng như vậy. Còn nữa ra về sau này nếu mà có những thảo luận nào về cái tầm quan trọng của thiền na hay là không cần thiền na hay không thì mình nhớ. Nhớ những cái bài kinh như thế này. Đức Phật có vẫn nhập thiền. Trong cái khi Ngài đã giác ngộ rồi thì Ngài vẫn nhập thiền. Và không phải chỉ có trong cái giờ phút cuối cùng mà trong cái thời gian Ngài còn tại thế. Ngài luôn luôn Ngài an nghỉ rồi Ngài nhập thiền. Nhập thiền để mà cái tâm an định ở trong đó.
Sự hành thiền cuối cùng của Đức Phật là một tiến trình bao gồm toàn bộ các cấp độ định tâm được công nhận trong tư tưởng Phật giáo sơ kỳ. Tiến trình này bắt đầu bằng bốn bậc thiền na chana. Đầu tiên như được liệt kê dưới đây, kèm theo các đặc tính chính yếu. Sơ thiền, hỷ và lạc sinh ra từ sự ly dục. Hỷ và lạc do ly dục sinh. Chúng ta phải nhớ khi nhập sơ thiền tức là ta ly dục. Nhị thiền, hỷ và lạc sinh ra từ định tâm, tức là hỷ và lạc cho định sinh. Tam thiền là có kiểu có lạc, xả niệm lạc trú. Và tứ thiền là tâm xả, xả và niệm thanh tịnh. À, thành nữ ra, có nhiều người lý luận rằng nhập cái tâm nhập vào thiền na sợ bị dính mắc vào đó là không đúng. Có thể là các vị ấy không có hiểu rõ cái tiến trình của phát triển tâm từ sơ thiền đến tứ thiền, và cũng có thể vị ấy chưa có trải qua những cái kinh nghiệm đó, chỉ nghe người ta nói thôi mà không có đối chiếu với kinh điển. Chẳng hạn như là đến tới cái tứ thiền là tâm xả thì dính mắc ở chỗ nào, lúc đó chỉ còn cái sự tỉnh thức ghi nhận, tức là niệm và ta xả, không có dính mắc vào đâu hết. Mình phải đối chiếu với kinh điển để mà hiểu rõ hơn. Thiền na đầu tiên trong bốn bậc thiền này được đặc trưng bởi sự hiện diện của một mức độ tinh tế của ứng dụng của tầm và tứ. Đầu tiên là mình phải có tầm, có tứ. Vitakka và Vichara. Cũng như qua thể nghiệm của hỷ và lạc sinh ra từ sự ly dục và cách ly với thế giới bên ngoài. Mình lúc đó là không còn dính mắc vào trong cái dục giới này, gọi ly dục. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân không có dính mắc vào đó. Với thiền na thứ hai, tầm và tứ được loại bỏ với kết quả là sự thể nghiệm hỷ và lạc sinh ra từ định tâm. Thì đó, cái tâm mình đã an định rồi thì mình không có chạy nữa, mình buông. Cái tâm để tự nhiên ta định lại. Với thiền na thứ ba, hỷ lắng xuống, chỉ còn có lạc. Chỉ còn có lạc cái tâm, cái niềm vui ở ngay tâm thôi. Chứ không còn dính mắc vào trong những cái khinh khoái của thân. Yếu tố niệm lúc nào cũng có mặt xuyên suốt trong tiến trình hành thiền. Ghi nhớ, ghi nhận, lúc nào cũng có cái niệm ở trong đó. Thành ra, nhiều người nói rằng là dính mắc là phải coi chừng có đúng, mà họ có hiểu được cái ý nghĩa của thiền na hay không. Trở nên nổi bật tại thời điểm này, được xem như là một tính năng đặc biệt ở cấp độ thiền na. Với thiền na thứ tư, tức là tứ thiền, ngay cả lạc cũng dần dần tan biến, nó cũng không còn dính mắc vào trong cái lạc. Cái tâm, cái sự an vui của tâm cũng bỏ đi, không có dính mắc vào đâu. Và kết quả là sự thể nghiệm của một trạng thái tâm ổn cố trong xả, và đồng thời thể nghiệm một trạng thái niệm thanh tịnh tuyệt đối. Xả niệm thanh tịnh. Một khi tâm đạt được mức độ làm chủ pháp thiền này, hành giả có thể trao dồi bốn cấp độ thiền na vô sắc. Nhưng mà sau khi mà đạt đến tứ thiền rồi thì dùng cái trạng thái đó để mà hướng đến cao hơn, hướng vào cái cõi vô sắc. Các cấp độ này dựa trên mức tâm đạt được ở tứ thiền. Chứng đạt liên tiếp của các cấp độ ấy diễn ra qua tinh chế đối tượng của sự định tâm. Không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi thượng xứ. Đó là cái bốn thiền na vô sắc tiếp theo sau tứ thiền. Với thiền na vô sắc đầu tiên, đề mục trước đó dùng để tu luyện bốn thiền na sắc giới bỏ lại và thay thế bằng ý niệm về khoảng không gian vô tận. Lúc đó thì hành giả bắt đầu bỏ cái đề mục mà để nhiếp tâm lại, bây giờ hướng đến cái không gian vô tận cho đó để mà nhập vào không vô biên xứ. Tiếp theo, hành giả hướng đến tâm thức thể nghiệm không gian vô biên đó, tạo ra kết quả là thể nghiệm được tâm thức vô biên. Bây giờ nhìn vào cái tâm mình để theo cái khoảng không gian vô biên đó, thì cái tâm nó cũng, cái thức nó cũng trở thành không có, có giới hạn nữa. Và dùng đó làm đề mục để nhập vào thì mức thiền đa thứ sáu, tức là vô sở hữu xứ, rồi thức vô biên xứ. Chú tâm vào tánh không và sự vắng lặng của tâm thức, hành giả thể nghiệm được tính vô sở hữu và mức thiền đa thứ bảy. Tinh chế dần dần của tưởng đưa đến thể nghiệm sâu sắc hơn, cho đến cấp độ mà tưởng không còn hoạt động đầy đủ nữa. Kết quả là hành giả không hoàn toàn nhận thức mà cũng không hoàn toàn không có nhận thức. Đó là thiền na thứ 8, tức là phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Tức là không thể nói có nhận thức mà cũng không thể nói là không có nhận thức. Không có cái danh từ nào mà chỉ rõ là rõ ràng được. Mình biết là nó không có cái này mà cũng không phải là không có cái kia.
Trong giờ phút cận kề nhập diệt, kinh văn ghi lại là Đức Phật đã thông qua tất cả 8 bậc thiền na, rồi tiếp tục tiến vào giai đoạn cao nhất của thiền định. Đó là cấp độ không còn thọ và tưởng, diệt thọ tưởng định. Như đã thảo luận ở các chương 6 và 7, Ngài Anuruddha, Anauloda, và ngay cả Đức Phật đã không dùng đến khả năng nhập diệt vào diệt thọ tưởng định khi thân thể đau đớn, mà các ngài chọn an trú trong 4 niệm xứ. Ở đây cũng vậy. Mặc dù tới đó, có thể là khi mà đau đớn quá thì để tránh cái cơn đau đó, có thể thành thiền để nhập vào trong cái diệt thọ tưởng định, tức là không còn cái thọ, không còn cái tưởng, không còn cái thọ đau. Nhưng mà các ngài không có làm, mà ngài chỉ trú ở 4 niệm xứ thôi. Trong bài kinh ở chương này, Đức Phật cũng chọn không nhập diệt ở trạng thái diệt thọ tưởng định, tức là ngài không có chọn đâu. Khi ngài vào, cái tâm ngài vào diệt thọ tưởng định thì ngài không ở đó, ngài trở ra. Thật vậy, chính ngài Anuruddha là người chỉ cho Ananda biết về điểm này, vì ngài Ananda có ấn tượng rằng Đức Phật đã nhập diệt tại thời điểm đó. Ngài Ananda thì ngài không có cái khả năng hành thiền, đắc thiền cao như ngài Anuruddha, ngài không rõ, ngài tưởng là Đức Phật đã nhập diệt rồi, thì không còn thọ, không còn tưởng nữa. Nhưng mà ngài Anuruddha nó chưa, Đức Phật chưa nhập diệt. Thay vì nhập diệt ở mức thiền na diệt thọ tưởng, Đức Phật lần lượt lui về các cấp độ thiền na thấp hơn cho đến thiền na đầu tiên, đi xuống trở lại cho tới sơ thiền, như chúng tôi đã trình bày trong cái biểu đồ. Khả năng đắc tất cả các bậc thiền theo thứ tự tăng lên rồi giảm xuống, chứng tỏ ngài thành thạo làm chủ được tiến trình thiền định. Cái chỗ này là chỗ quan trọng, để cho nhắc nhở những ai mà không có hiểu rõ cái vai trò của cái thiền na. Đức Phật là người dùng thiền na để mà giác ngộ, và sau đó xuyên suốt trong 45 năm hoằng pháp, ngài giảng về vấn đề đó, về cái công phu luyện tập đó, và chính ngài cũng làm gương. Và cuối cùng, trong giờ phút cuối cùng rồi thì ngài cũng nhập thiền như vậy. Thành ra đó là một cái công phu tu tập được công nhận trong đạo Phật. Mặc dù có cái nguồn gốc là từ Bà La Môn, nhưng mà Đức Phật đã sử dụng khéo léo, và các vị chư tăng cũng sử dụng khéo léo trong cái tiến trình tu tập của các ngài. Từ sơ thiền, một lần nữa Đức Phật bắt đầu nhập thiền, tăng tiến cho đến tứ thiền. Sau khi thoát ra tứ thiền, ngài nhập diệt. Ngài nhập diệt trong một trạng thái không những với mức tâm định sâu sắc, mà còn với mức độ hoàn toàn thanh tịnh của niệm kết hợp với xả. Bởi vì chúng ta nhớ là ở tứ thiền thì có xả niệm thanh tịnh, tâm xả không có dính mắc, và có cái niệm thanh tịnh ghi rõ ràng như vậy. Thì trong cái tâm đó, khi ngài xuất ra rồi, ngài nhập diệt ngay lập tức. Như thế, tiến trình nhập thiền của Đức Phật cho chúng ta thấy được hai điều. Thứ nhất, mức độ thành thạo trong nhập thiền là kết quả của sự tu luyện tinh tấn trước đó. Phải có phải tập như vậy để mà tới cái giờ phút chót mới sử dụng được một cách thành thạo. Ngay khi cận kề cái chết, Đức Phật đã chứng tỏ cho thấy ngài có một mức độ tự chủ cao cấp để có thể thông qua toàn bộ các bậc thiền theo thứ tự tăng lên rồi giảm xuống. Tức là từ sơ thiền đi lên tới tứ thiền, rồi lên vào trong không vô biên xứ, thức vô biên xứ, lên cuối cùng lên cao nhất là diệt thọ tưởng định, đó là đi lên. Rồi ngài đi trở xuống, từ diệt thọ tưởng định ngài đi xuống, phi tưởng phi tưởng xứ, vô sở hữu xứ, thức vô biên xứ, không vô biên xứ, rồi tứ thiền, tam thiền, nhị thiền, sơ thiền, ngài đi xuống tới đó. Rồi từ sơ thiền ngài đi ngược trở lên, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Sau khi thoát ra khỏi sơ thiền, tứ thiền rồi thì ngài nhập diệt. Đi rất là có một cái rõ ràng từng bước từng bước. Ngay khi cận kề cái chết, Đức Phật đã chứng tỏ cho thấy ngài có một mức độ tự chủ cao cấp để có thể thông qua toàn bộ các bậc thiền theo thứ tự tăng lên và giảm xuống. Nó là điều thứ nhất. Chúng ta thấy rằng Đức Phật thành thạo tất cả 9 bậc thiền, đi lên và đi xuống. Thứ hai, với sự thành thạo để thể nhập các bậc thiền na, ngài chọn nhập diệt trong trạng thái tâm trí với niệm thanh tịnh, tức là ngài chọn là khi mà ở tứ thiền xuất ra xả niệm thanh tịnh rồi thì ngài nhập diệt kỳ lúc đó, cái tâm hoàn toàn thanh tịnh, không dính mắc.
Đây là phù hợp với chủ đề chung xuyên suốt trong các chương khác của cuốn sách này, lúc nào cũng nêu rõ tiềm năng và tầm quan trọng của chánh niệm khi đối diện trước bệnh tật và cái chết. Niệm là một phẩm chất mà hành giả cần phải nuôi dưỡng, trao dồi, nhất là khi trải qua đau đớn hay sầu khổ, khi chăm sóc kẻ khác hay trong giờ phút lâm chung của chính mình, từ những bước đầu tiên trên con đường tu tập cho đến thời điểm cuối cùng của cuộc đời. Rồi chúng ta lúc nào cũng phải phát triển và duy trì cái niệm, phải rõ ràng, tỉnh thức, ghi nhận, ghi nhớ tất cả những cái chuyện chung quanh, không có bỏ được. Tóm lại, lời dạy và tiến trình hành thiền cuối cùng của Đức Phật nêu rõ tầm quan trọng của sự nhận thức về sự vô thường và phát triển niệm. Cả hai cần phải nỗ lực tu tập, tức là chúng ta phải lúc nào cũng nhìn chung quanh, thấy được cái sinh diệt của cái vô thường. Bởi vì nhiều khi mình không thấy được, ra tạo ra những phiền não, nên mình thấy rõ sự thay đổi luôn luôn, không có cái gì mà gọi là bền vững hết. Và thứ hai là chúng ta phải giữ niệm. Giữ niệm ở đây tức là mình tỉnh táo, tỉnh thức, ghi nhận, ghi nhớ, quan sát tất cả những cái chuyện chung quanh. Làm thế nào để tu dưỡng niệm một cách siêng năng, cần mẫn, liên quan đến khía cạnh đe dọa nhất của sự vô thường là cái chết của chính mình, là chủ đề của chương tiếp theo. Từ tới chúng tôi sẽ trình bày cái chương chót, là ngay trong cái giờ phút chót thì cái tâm của mình như thế nào. Mình phải tập ngay từ bây giờ, tập chết ngay từ bây giờ cho nó quen. Ra đó là cái chuyện mà không phải là chuyện bi quan, lo sợ gì hết. Vậy trước sau gì mình cũng phải tiến tới cái đó thôi. Thành ra tốt nhất là mình tập cho nó làm quen. Thì đó là cái chủ đề của chương tiếp theo. Ở đây thì chúng tôi xin chấm dứt cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và trước khi xuống mic, chúng tôi trong thời gian phút suốt 60 phút vừa qua, nếu có chi sơ sót thì cũng mong quý chư Tổng Đức Tăng Ni và quý anh chị Đạo Hữu hoan hỷ thông cảm cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì xin phép đọc cái phần hồi hướng. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thường ngữ rõ thông mọi điều. Long vương thân lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sinh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hậu vô sinh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến chư Tôn Đức Tăng Ni và quý anh chị Đạo Hữu, cầu mong cho tất cả hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa, chúng tôi xin thành kính tri ân chư Tụng Đức Tăng Ni đã quan lâm đạo tràng để chứng minh cho buổi nói chuyện ngày hôm nay, cũng như kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh và các anh chị khác đã lắng tâm thanh tịnh theo dõi suốt 60 phút vừa qua. Trong khi trình bày có những chi sơ sót thì kính mong quý vị hoan hỷ thông cảm cho. Trước khi xuống mic và rời room, chúng tôi xin chúc tất cả được nhiều an vui trong cuộc sống nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả chư tăng và quý Phật tử, chúng ta đồng tụng một thời kinh để hướng nguyện phước lành, mong rằng các bậc hữu ơn thầy tổ hóa vạn được đầy đủ phước báo, và mong cho tất cả những ai đang sống trong đau khổ sự hết khổ, đang sống trong sợ hãi hết sợ hãi, và đang sống trong sầu bi hết sầu bi. Nam mô Bổn Sư, Nam mô Phật Thầy. Nam mô Bổn Thầy Giá. Chúng con xin thành kính hành lễ chư Tôn Đức Tăng. Còn bây giờ chúng con xin được bắt đầu tụng đọc Phật môn để hướng nguyện phước báo
Sang Yuatang Sang Hang Sila Sang